Tụi con dự định sẽ kết hôn. Cô có yêu Lâm Thiên không? Tôi biết là người trẻ tuổi có nhiều lúc bị tình yêu khiến cho bị quay cuồng, không biết phía trước có gì đang đợi họ, giống như Lâm Thiên vậy. Tôi cũng biết có vài người trẻ tuổi họ cũng vì tình yêu mà dở mấy thủ đoạn cao siêu, dây dưa giữa hai người đàn ông dễ như trở bàn tay vậy, giống như cô đó. Ba à, thế nào, có phải nhìn thấy tiền đồ của cái cậu thiên tài bởi lỗi đó quá ảm đạm cho nên muốn dùng Lam Thiên làm nơi tránh nạn đúng không? Em không cần phải trả lời đâu, câu hỏi kiểu này hoàn toàn không cần thiết.